Hôm nay lần đầu tiên xuất hiện trên kênh của anh Ngô Nguyễn cũng cái mức giá mà cửa hàng em bán phải nói là không những không lợi nhuận mà là xả lỗ luôn đấy anh. Nguyễn này á thì em để cho anh chị em mình với cái giá là 2,5 triệu nhá. 2,5 triệu thôi. Còn liên danh xe này thì em để cho cả nhà mình với cái giá 5 triệu. 5 triệu thôi. Chỉ 5 triệu thôi. Đó, anh em thấy là ha, 5 triệu đồng thôi. Quay lại biển số cho anh em coi lại ha. Con này giờ tình trạng máy móc rồi sao rồi chị? Xe thì máy móc nguyên zin giá 15 triệu. Dạ. 500 ngàn. 15 triệu 500. Em làm xe cũng khá lâu rồi nhưng mà chưa bao giờ thấy mô tô mà nó lại rẻ và xuống giống như bây giờ. Xe này thì em bán cả nhà mình với cái giá 13 triệu thôi. Dạ. Anh chị em ở xa tới thì em có thể bớt tiền xăng cho mình nữa. Chốt trên này em giảm luôn cho cả nhà mình 1 triệu luôn để còn giá 12 triệu thôi nhá. Jupiter biển số 1FH3324 này chị. Cho cả nhà mình với cái giá 3 triệu 8 thôi. 3 triệu 8 nha chị ha. 3 triệu 8 thôi. Thì xe hôm nay quá trời luôn anh chị nha. Và đây cũng là một cái cửa hàng coi như là lần đầu tiên đi. Lần đầu tiên em quay để cập nhật giá cho bà con anh chị mình tham khảo nha. Thì Ngô Nguyễn xin chào mọi người, sẽ quay trở lại với kênh YouTube của em. Cửa hàng hôm nay mà em cập nhật á là bên cửa hàng cầm đồ Phú Phong 6 các bạn nha. Các bạn anh chị mình lưu ý là Phú Phong 6 ở đây nè. Địa chỉ là 61A trên đường Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thì về cái địa chỉ này em nghĩ là bà con mình dễ tìm kiếm lắm, không khó đâu. Thì giờ mọi người nhìn ở đây nè. Đó. Cái chỗ một xe buýt ông chạy ông lạng ông chạy ẩu đó, đó xe buýt chạy vậy đó. Thì hướng đó đó là mình đi ra đường quốc lộ 13. Đó mọi người thấy không? Vừa qua khỏi đèn xanh đỏ là quốc lộ 13 luôn. Ở đây là ngay cái ngã tư ngay đường cây xăng số 4 cũng như là gần cái siêu thị Aeon anh chị. Siêu thị Aeon thì coi như chỗ này mình ra cái tới luôn rồi. Còn cái hướng ngược lại á là công an thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương. Cũng như bà con anh chị mà mình mà đi thẳng luôn á thì sẽ đi về hướng của chợ Lái Thiêu. À, mấy địa điểm này chắc là bà con mình đã biết rõ rồi đúng không? Còn bây giờ thì mời các bạn anh chị mình vào trong gặp chị chủ cửa hàng để coi giá hôm nay như thế nào. Chứ em có nghe là xe Nhật mà chỉ có hơn 2 triệu thôi. Xe Nhật nha, hơn 2 triệu. Bảo hành đồ đầy đủ các kiểu cho anh em ok luôn. Đó, giờ mình vô trong cho hỏi chị cái nha. Dạ chị ơi. À dạ, rồi, dạ. Alo, xin chào anh Ngô Nguyễn nha. Rồi, em chào chị. Chào quý anh chị em và cô bác đang theo dõi kênh của anh Ngô Nguyễn cũng như cửa hàng cầm đồ Phú Phong 6. Hôm nay lần đầu tiên thì cửa hàng em xuất hiện trên kênh của anh Ngô Nguyễn nha. Dạ. Đầu tiên xin phép cho em được gửi lời chúc tới toàn thể quý anh chị em cô bác và trên mọi miền Tổ quốc một lời chào, một lời chúc sức khỏe, bình an bên gia đình và cuối tuần, một ngày cuối tuần vui vẻ nhé. Dạ. Dạ. Địa chỉ này kia thì em cũng có quay bản hiệu cho bà con mình thiết hết trơn rồi. Dạ. Giờ chắc cũng nhờ chị nhắc lại về em cái hướng đường đi hay là cụ thể địa chỉ cũng được. Với lại cách thức mua bán của mình coi có trả góp không, có ship xe không hay là hỗ trợ khách ra tên rồi như thế nào. Dạ, cho mọi người nắm rõ với đó ha. Dạ rồi thì em xin được giới thiệu nha. Cửa hàng em là cầm đồ Phú Phong 6, địa chỉ là 61A Nguyễn Văn Tiết, khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Phía tay trái, bên tay phải của cửa hàng em là cây xăng số 4 cũ ngày trước ấy, ngay cái đầu cổng chào của đầu đường Nguyễn Văn Tiết, cách quốc lộ 13 chừng 50m thôi bên tay trái nhá. Bên tay phải của cửa hàng là hướng đi ra chợ Lái Thiêu, gần công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và cửa hàng em thì nằm ở vị trí dễ nhớ lắm, chỉ cần trong bán kính một cây số thôi, gần siêu thị Aeon Bình Dương, gần cầu Ông Bố. Dạ. Yeah. Yeah, anh chị em có ở gần ấy, thì ghé cửa hàng em tham khảo xe, còn anh chị em ở xa thì có thể quan tâm inbox qua Zalo và số điện thoại anh Ngô Nguyễn có để ở góc trái của màn hình rồi đấy ạ. Dạ. Yeah. Rồi thì hôm nay đầu tiên mà chị em mình cập nhật giá cũng như là lần đầu mình quay lên kênh luôn thì giờ chắc nhờ chị mà khoan trước đã, cho bà con mình theo dõi dòng cửa hàng đi, coi có những cái xe gì cho mọi người coi cái đi ha. Dạ, bên cửa hàng em thì có những cái dòng xe quốc dân, dòng xe tay ga. Dạ. Mà hầu như em thấy ở đây là có những cái dòng Vario đó mà hình như là hồ sơ cầm tay mình nhiều lắm đúng không chị? Dạ đúng rồi anh, hồ sơ cầm tay rồi. Thì mọi cái thủ tục hồ sơ cầm tay lúc này đang là cái vấn đề mà biển số định danh đó anh Ngô Nguyễn. Dạ đúng thì rồi. Bên cửa hàng em sẽ hỗ trợ cho khách hàng mình rút gốc sang tên làm biển số định danh bình thường nha. Dạ. Không có, anh chị em không có vấn đề, không ngại ngần gì về cái vấn đề mà rút gốc sang tên làm biển số định danh nhé. Đây như bà con thấy nè, nguyên một cái dãy ở đây hầu như là video hồ sơ cầm tay hết. Mà bây giờ mọi người biết rồi,
Thì nếu mà những cái xe nào có hồ sơ bây giờ nói chung là rất là khỏe luôn đó nha, rất là thoải mái luôn. Dạ. Đó là cái việc hồ sơ thôi. Còn bây giờ thì nhờ chị chủ con nào mà chị em mình cho bà con lên clip một cái giá nó tốt nhất để cho bà con mình nó dễ dàng tiếp cận được không? À dạ rồi, được rồi, không để mọi người chờ lâu á. Thì hôm nay anh lần đầu tiên xuất hiện trên kênh của anh Ngô Nguyễn, cũng như là lần đầu tiên cửa hàng cầm đồ Phú Phong 6 của em xuất hiện trên kênh của anh á, thì em tri ân khách hàng cũng như là để cho bà con chị em mình một cái bất ngờ nhất á. Thì đầu like á, em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị em mình một cái xe, phải nói là một cái mức giá mà cửa hàng em bán phải nói là không những không lợi nhuận mà là xả lỗ luôn đấy anh Ngô Nguyễn ạ. Đâu còn nào đâu, giờ chị dẫn em với các bạn theo thời giỏi rồi. Nó nằm ngoài đây rồi. Đây. Đấy, em để ngay trên phần đầu tiên của cửa hàng để mọi người mình dễ quan tâm, dễ quan sát và theo dõi hơn nha. Dạ. Đây là một em xe Nissan đúng không Sam. Chị? Dạ đúng rồi ạ. Nissan. Dạ của hãng Yamaha nhá. Dạ đúng rồi. Xe thì nhìn đô thì anh Ngô Nguyễn có thấy là giống xe côn tay không ạ? Cái này nếu mà đúng thật sự đây là dòng xe ga. Nó là xe tay ga anh chị, nhưng mà nó lai xe số một cái chỗ á là nó sử dụng bằng nhôm xích. Cái thực chất nó là xe tay ga chứ không phải là côn tay hay là xe số nữa, nó là xe tay ga. Mọi người thấy nè, xe này là hiện tại là mình chạy chỉ có dạng ga lên giống như AB hay là Robo gì đó, chứ không có vô số cũng không có côn tay gì hết. Còn đây là hai cái tay thắng của nó, bánh trước bánh sau rồi. Và quan trọng nhất là bây giờ chị để giá con này đầu like bao nhiêu nè? Xe này á thì em để cho anh chị em mình với cái giá là 2,5 triệu nhá. 2,5 triệu thôi. Dạ, chỉ 2,5 triệu thôi anh. Tình trạng máy sao ta? Máy móc thì nguyên zin này. Đọc chị nổ máy cái cho mọi người hoạt động bình thường, full chức năng nha. Em nổ máy cho cả nhà mình cùng coi nha. Chẳng những mà đó, nó giá rẻ mà mọi người thấy nè, chân áo nó bột keo nữa chứ. Đã không? Đó, máy móc êm nha, mọi chức năng hoạt động bình thường. Đó. Keo này là thấy cũng không có chết đâu nha anh em nha. Này lột ra là ngon lành luôn này, chiếc keo không chết luôn nữa chứ. Trời ơi, có 2,5 triệu cho chiếc Nissan vậy thôi thì khỏi cần phải bàn rồi. Máy rất im anh chị nha. Tại do tiếng bồ á, mọi người nghe tiếng bồ chứ thật chắc là máy im lắm. 2,5 triệu thôi. Thực sự mà nói là muốn rẻ hơn thì chắc cũng khó. Xe này biển số Đồng Nai 60B9 18545 nha. Dạ, giấy tờ này kia nghiêm chỉnh ok. Giấy tờ đầy đủ nha anh, không phải là xe rẻ mà không có giấy tờ đâu anh, xe rẻ giấy tờ đầy đủ. Và em cái giấy mua bán cửa hàng bao tranh chấp đổi trả cho mình luôn. Bao vấn đề pháp lý cho mình nên anh chị em cứ yên tâm để sử dụng ạ. Em thì chắc là em sẽ biết rõ mấy vấn đề này rồi, nhưng mà chắc cũng phải hỏi để cho bà con mình có thể là thấy rẻ quá tự nghi ngờ này kia chứ thường một cái cửa hàng mà quay công khai gì không ai dám bán xe không giấy hết á. Không bán xe không giấy là mập liền. Rồi nói chung là con này chị đã giá 2,5 triệu thôi đúng không? Dạ đúng rồi ạ, 2,5 triệu rồi ạ. Con này nói chung là 2,5 triệu là tốt nha chị ha. Tại bình thường mình đi quay á, thì thấy một cái chiếc xe mà 5-6 triệu là chuyện bình thường, mà chắc xe chưa chắc nó là đẹp như thế này. Mấy cái này á thật sự cũng phải là quá cày đâu, do keo không á, chứ nếu anh em mà chịu cực lột keo ra là bao đẹp. Đó, anh em nào mà đang xem này, anh em lái chắc em nghĩ chắc cũng hút lẹ luôn quá, chiếc giá này tốt quá. Rồi giờ mình đến con nào nữa đây chị? Kế bên tiếp theo nữa là xe Vario. Vario mẫu cũ 125, mẫu 2017 nha anh. Dạ, có vô kỳ phuộc cặp phuộc trước anh em thấy không? 2017. Dạ. Máy móc nguyên zin luôn anh. Tình trạng máy là zin hết luôn hả chị? Máy móc zin luôn anh. Giờ chị để giá là sao? Xe này á thì em để cho cả nhà mình với cái giá là 33 triệu thôi. 33 triệu. Dạ. Dạ. Biển số là 66 56974. Hiện tại thì em chủ yếu đọc biển số cho anh em mình biết được con xe để dễ nhận dạng và gọi về cho cửa hàng thôi. Chứ thật chất bây giờ là mua xe thì thường là sẽ sang tên và đổi biển số định danh hết rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Mà đó là cửa hàng mình sẽ hỗ trợ rút gốc sang tên được đúng không chị? Dạ, cửa hàng em có thể hỗ trợ quý anh chị em mình rút gốc sang tên 63 tỉnh thành được luôn nha. Dạ. Và ngoài cái vấn đề rút gốc sang tên đổi biển số định danh ra thì bên cửa hàng em còn có ship xe 63 tỉnh thành luôn nha. Dạ. Quý anh chị em mình. Rồi. Đây chắc là chị em mình vô chiếc Vision luôn ha. Dạ. Đây này anh. Ngoài xe ra còn có cả xe đạp điện nữa anh. À là có bán đạp điện luôn đúng không? Dạ đúng rồi đấy. Có nhà có để đây là bán luôn. Có đạp điện này. Chị để giá sao đây? Xe đạp điện này tri ân cho những em học sinh mua đi học này. Sinh viên này, những em chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái này. Mình đi bình thường. Hôm nay thì cũng lần đầu tiên xuất hiện trên kênh của anh Ngô Nguyễn nên em chia sẻ với anh chị em mình xe này với cái giá là 2,8 triệu thôi nha. 2,8 triệu. Chỉ 2,8 triệu một xe đạp điện bình đầy đủ luôn. 2,8 triệu nha mọi người ha. Bình thường.
Tính ra cái này mà anh chị mình mà mua cho con em mình đi học rồi ngon lành ha. Cho mấy em cấp 2 rồi cũng thoải mái luôn, có 2 triệu 8 nè. Mua xe mới hiện giờ nó cũng cao. Mua này trọn vẹn năm học là cũng tuyệt vời lắm rồi. 2 triệu 8 thì chị còn bớt không? À, 2 triệu 8. Nếu như anh chị em ở xa mà thiện chí thì em vẫn bớt cho anh chị em mình tiền xăng nha. Vẫn bớt được nha. Dạ, vẫn bớt được đấy. Vậy giờ có ship không? Có ship luôn có anh. Có ship luôn. Ship xe luôn anh. Nói chung đầy đủ hết. Dạ, anh chị mình đầy muốn đủ thì luôn. Cứ liên hệ với chị ha. Dạ. Rồi, giờ chị em mình qua câu Vision đi. À. Rồi, tiếp theo là Vision. Biển Thanh Hóa 36. Con này thì cho em biết thông tin về nó thôi, đời mấy, giờ máy móc rồi sao? Xe Vision này thì đời 2015, đăng ký 2016 nha anh. Dạ. Của anh chị. Và xe này thì máy móc nguyên zin, màu sơn zin theo xe, chưa qua giọng tốt, chưa qua sửa chữa gì luôn. Em bảo hành máy cho cả nhà mình, xe này là 6 tháng sử dụng. 6 tháng? Rồi, ok nha. Bên em thì có hỗ trợ trả góp luôn nha. Dạ. Trả góp thì anh chị em chỉ cần căn cước công dân đủ 20 tuổi đến dưới 60 tuổi thôi. Yeah. Không trả trễ, không nợ xấu là mình có thể nhận xe trong vòng 15 phút rồi. Vậy để giá là bao nhiêu ha? Xe này thì em để giá cho cả nhà mình với cái giá là 15 triệu. 15 triệu thôi. Yeah. Anh chị thấy không? Vision đời mới nha. Nói chung là không phải là đời quá mới, nhưng mà đây là cái mẫu đề từ chứ không phải là cái mẫu đề phóng đâu, mà giá 15 triệu máy móc riêng thì em thấy là cũng rất tốt rồi. 15. Rồi, giờ chắc gì em mình lên trên ha. Dạ. Yeah. Ở Vario màu trắng. Đó, quay cho các bạn anh chị mình theo dõi Vario màu trắng nha. Vario màu trắng, màu này có thể nói là được nhiều quý anh chị em mình yêu thích nhất này anh Ngũ Nguyễn. Dạ. Thường thì em thấy rồi, xe nào mà về cửa hàng chỉ ngày hôm trước thôi, ngày hôm sau là đi liền đấy ạ. Dạ. Đây như là 125 đúng không chị? Dạ đúng rồi, 125 anh. 125. Thì cho em biết nó về thông tin là đời mấy bây giờ, chị đã giá là bao nhiêu? Xe này là xe 2021 nha. Dạ. Xe này thì em đã rút hồ sơ sẵn rồi. Ừ. Hồ sơ nằm trong cốp xe sẵn rồi. Anh chị em cô bác mình về chỉ việc bấm biển số ra tên thôi. Nếu như quý anh chị em mình không có thời gian mắc đi làm bấm biển số được ấy, thì bên cửa hàng em hỗ trợ bấm biển số định danh cho mình luôn nha. Xe này thì em sẽ để cho quý anh chị em mình với cái giá là 30 triệu 500, đã bao gồm phí rút hồ sơ luôn rồi nhé. 30 triệu 500. 30 triệu mà bao gồm 30 triệu 500 là bao gồm hồ sơ thì tính ra xe này chỉ có khoảng tầm 27-28 hơn anh chị. Dạ, tại vì thời điểm bây giờ là hồ sơ giá nó cao lắm. Dạ. Chứ không phải là giống như hồi trước là hồ sơ bộ 1 triệu hay 1,5 triệu. Dạ. Bây giờ là hồ sơ từ 2-3 triệu là chuyện rất bình thường luôn. Dạ, đúng rồi. Hồ sơ giờ cao lắm nha anh em. Rồi qua con này chị, con này hình như cũng 125 đúng không? Dạ đúng rồi, cũng 125. Thì Vario hiện tại bên cửa hàng thì toàn những là dẫn dòng xe đời cũng đã cao rồi. Nên là mình không phải bàn về cái vấn đề chất lượng nữa. Máy móc thì bên em vẫn bảo hành cho mình từ 6 tháng đến 1 năm sử dụng. Ngoài ra thì có thêm những cái ưu đãi cho khách hàng nữa nè, ví dụ như tặng nhớt nè. Em định hỏi luôn á, hỏi cái lon nhớt để lên cái yên xe này là ý định gì đây? Dạ đó, có thể tặng nhớt cho anh chị em mình nè, rồi tặng nón bảo hiểm và bảo hiểm theo xe luôn anh. Đó, xe này thì cuối 2020, đầu 2021. Đó. Xe này có thể hiện trạng là cũng máy móc nguyên zin. Hồ sơ em đã rút sẵn rồi. Xe này chủ đi cũng giữ kỹ này. Chìa khóa còn nguyên 2 chìa khóa zin theo xe này anh Ngũ Nguyễn thấy không? Dạ đúng rồi. Đó. Còn 2 chìa, chìa chị để giá bao nhiêu? Xe này thì em để cho cả nhà mình với cái giá 29 triệu 500, đã bao gồm hồ sơ nhé. Dạ. Đã rút hồ sơ luôn rồi nha cả nhà. 295 là bao cả hồ sơ. Bao cả hồ sơ luôn rồi đó. Rồi. Anh chị em mình chỉ việc bấm biển là ra tên thôi. Dạ. Màu vàng cát. Mình qua tới chiếc bên đây ha, con này là màu xanh nhám. Em thấy là hình như cũng được rút hồ sơ rồi đúng không? Dạ đúng rồi, xe này thì cũng tại vì là bây giờ anh Ngũ Nguyễn cũng như quý anh chị em mình cũng biết rồi đó. Về cái vấn đề định danh đó, hồ sơ một số tỉnh thành cũng hơi lâu, nên chính vì thế mà cửa hàng sẽ rút hồ sơ trước để tiết kiệm cái khoảng thời gian lại cho khách hàng. Dạ đúng rồi. Đó nên là xe này rút hồ sơ sẵn rồi. Xe này thì em cũng để cho cả nhà mình với cái giá 295 thôi. Đã bao gồm rút hồ sơ luôn rồi nha anh. Rồi 295 nha 10 ha. Còn phía bên kia cũng tiếp tục là một chiếc Vario 125 màu xanh nhám, nhưng mà có dán thêm tem vô ốp bê trong lọc gió với lại dàn nhựa đen thì được thay thành nhựa xanh. Và hình như đây là dàn nhựa đúng luôn nha anh em ha. Cái này là đúng luôn đấy anh. Đúng nhựa luôn, đúng nhựa. Đúng nhựa luôn anh. Đúng nhựa luôn anh. Đúng nhựa luôn. Cái này là đi tem 3D thôi. Dạ. Con này thì ốc tán đẹp. Đẹp nha. Xe này xe nước mà cả nhà mới đi có 6.127 cây thôi. Giờ mình để con này là bao nhiêu đây chị? Xe này em để cho cả nhà mình với cái giá là 29.5 luôn nha. Rồi 29.500. Bao gồm phí rút hồ sơ luôn rồi đấy. Nguyên cái dãy bay luôn này, đời cao như thế này chắc chắn là máy móc chắc zin hả chị? Dạ. Máy móc thì nguyên zin.
Mình giờ mình qua tới hai con màu xanh ha. Như dạ. con xanh này là có sơn 3D rồi nè. Dạ. Con này biển 84 86 82 39. 84 125 luôn. Dạ, xe này thì em để cho cả nhà mình với giá 265. Xe này thì chưa có rút hồ sơ. Dạ. Còn cà phê tại cửa hàng nên là xe này em để cho cả nhà mình với cái giá 26 triệu 500 thôi. Có 26 năm thôi đó mọi người. Dạ. Thấy không? Tính ra là bay đâu chỉ có 26 năm thôi. Dạ. Những con khác là rút hồ sơ nên giá nó sẽ nhỉnh hơn nha anh em ha. Và tất nhiên là máy móc cũng riêng luôn phải không chị? Dạ, máy móc nguyên zin luôn. Xe này em bảo hành máy cho cả nhà mình 1 năm sử dụng nhé. Ừ. Vậy là coi như mấy Pado là bảo hành năm ok hết. Dạ đúng rồi anh. Dạ, còn bên kia là cũng một cái chiếc màu xanh, nhưng mà xanh này là sơn xanh nhám mà màu đẹp ghê anh em nha. Nhìn cái màu nó phẳng phẳng là đẹp lắm. Biển số 61. Vậy chị để giá bao nhiêu? Xe này em để cho cả nhà mình với cái giá 27 triệu. 61N11 19354 nha anh em ha. Dạ. Vỏ lớp là còn dày ok, ốc tán là đẹp khỏi phàn. Này thì vẫn khuyên các bạn là nếu mà có thời gian á, đến trực tiếp tại cửa hàng mình xem xe cho nó ok nhất luôn. Dạ. Đó, thì em nói mấy con nào mà khang đẹp có đúng hay không nha. Rồi bây giờ chắc mình vô đông hả chị? Dạ. Vô đây ha. AB125 nè. Con này cho em biết với thông tin đó là đời mấy đó. Xe AB125 này đời 2015 nha anh. Dạ, 2015. Quý vị anh chị em của bác mình. Máy móc thì nguyên zin này, dàn áo liền lạc chưa bể vỡ, nhưng mà tuy nhiên xe cũ thì nó sẽ có chảy xước theo năm tháng. Yeah. Thì cái vấn đề chảy xước này thì cửa hàng có thể hỗ trợ cho anh chị em sơn dặm lại được nhé. Yeah. Này mình để bao nhiêu? Xe này em để cho cả nhà mình với giá 14 triệu 500. Dạ, 14 triệu 500. Biển là thành phố anh chị nha, 59F169730. Vỏ lớp sau cái vỏ sau là cũng còn gai bọng và dày nhiều lắm nha anh chị ha. Rồi 14 năm thôi. Dạ. Những cái giá mà chị em mình nãy giờ có báo qua video dưới này nè, nếu mà anh em ở xa các tỉnh miền Tây hay là ở xa xa đến, mình có còn bớt lọc lá gì không chị? À dạ có, anh chị em ở xa tới thì bên cửa hàng hỗ trợ thêm tiền xăng cho anh chị em mình ở xa nhé. Dạ. Rồi có thể tặng kèm thêm nhớt, rồi bảo hiểm xe. Dạ. Áo mưa, nón bảo hiểm cho quý anh chị em mình. Nói chung là giá báo là cho mọi người tham khảo, còn đến cửa hàng này sẽ có một cái giá tốt hơn. Dạ, bớt xăng cộ rồi. Dạ. Quà như là bảo hiểm xe hay là lon nhớt như này mọi người ha. Dạ. Rồi mình qua tới chiếc AB, con này được sơn 3D chính hãng nè, biển 79 35 38 89. Con này thì sao đây chị? Xe AB này là 2017 khóa lớn tìm xe. Yeah. Máy móc hiện trạng thì cũng nguyên zin. Đó, bảo hành máy cho anh chị em mình 1 năm sử dụng dòng này. Yeah. Xe này thì em để cho cả nhà mình với cái giá 16 triệu 500. 16 triệu 500 ngàn. Ok nha, 16 năm nha anh em ha, biển 79. Còn tiếp theo là một chiếc AB, con này thì cái form cũng là form đời mới rồi mà đẹp lắm nha. Yeah. Con này chắc xe đẹp thật sự xe luôn á chị. Xe này thì không khác gì xe thùng đấy anh. Dạ. Yeah. Biển là Sóc Trăng nha anh em ha, 83Y115326. Này 150 hả chị? Dạ, 150 phiên bản khóa ABS đấy anh. À dạ. Đó, chủ xe thì rất là kỹ. Bọc keo nguyên xe luôn á cả nhà. Dạ. Đó, xe này không khác gì xe xem thùng. Chút em tưởng 125 chứ, tại vì dàn áo này giống 125 quá, nhưng mà dàn áo này được bọc keo mới luôn nè anh em ơi. Dạ. Áo được bọc keo luôn nè ha. ABS. Đó, mọi người thấy không? Quay cái ABS để mọi người được thấy tin tưởng. Này giờ mình để sao chị? Xe này em để cho cả nhà mình với giá 36 triệu 500. À, 36 năm. Yeah. Ốc tán rồi là cũng đẹp xuất sắc luôn đó nha. Như chị tư vấn giúp em coi, giờ mình trả góp như cỡ khoảng gia động trên dưới 30 hay là 30 ngoài, như cụ thể như con này thì mình trả góp, mình trả trước rồi sao? Dạ yeah, thưa quý anh chị, thì hiện tại là bên cửa hàng em có hỗ trợ trả góp qua 5 ngân hàng. Yeah. Như ZAC này, HOME này, FE này, HD này, MB này. Đó là cái lợi thế để anh chị em mình tham khảo và lựa chọn, và có thể là tìm những ngân hàng nào mà lãi suất ưu đãi cho mình nhất thì để mình góp. Và góp thì với một chiếc xe AB150 như thế này thì anh chị em chỉ cần trả trước cho em chừng 5 triệu thôi là mình có thể nhận được xe rồi nha. Dạ. 5 triệu thôi là mình nhận ngay xe AB150 phiên bản ABS đăng ký 2023. Mình có những con xe nào mà mình góp không trả trước không chị? Nhiều lắm anh. Nhiều lắm. Về cửa hàng em rất là nhiều xe không trả trước. Những dòng xe, ví dụ như những xe dưới 30 triệu thì mình không cần phải trả trước. Rồi. Chỉ cần căn cước công dân đủ 20 tuổi đến dưới 60 tuổi thôi, không trả trễ, không lỡ xấu là mình nhận xe trong vòng 15 phút. Dạ. Không những không trả trước rồi mà lại mình còn được nhận cả cà phê gốc để đi nữa đấy ạ. Dạ. Nên là rồi, mọi người không còn phải ngại ngần về cái vấn đề trả góp cần phải trả trước hay không nhé. Rồi tiếp tục giờ chị em mình qua tới chiếc AB màu đỏ nha. Con màu xanh với con màu đỏ là đẹp lắm anh chị, nhưng mà màu đỏ này nó chỉ là 125 thôi. Dạ đúng rồi. Con này biển Thanh Hóa 36B819553 nha anh chị nha.
Con này thì hiện trạng sao chị cho bà con mình biết với? Xe này máy móc cũng nguyên zin. Dàn chân ốc tán thì còn 7 màu đó quý anh chị em mình thấy rồi ạ. Xe này thì rút gốc sang tên đổi biển bình thường. Em cũng hỗ trợ trả góp luôn. Trả góp với xe này thì mình cũng chỉ cần trả trước 3 triệu thôi. 3 triệu. 3 triệu thôi là mình đã có thể nhận được xe AB125. Dạ. Rồi nha. Riêng hai con AB này phải nói là ốc dàn chân ốc tán là đẹp xuất sắc anh chị nha. Biển xe này 36. Thì, đó, em để cho cả nhà mình với cái giá là 26.500.000. Ờ, một chiếc AB đẹp vậy mà 265 thì chắc chắn là em sẽ lựa chọn cái dòng AB này thôi, đẹp thật sự luôn á. 265 thôi, nhưng mà giá này chưa kể cả nếu mà anh em thiện chí đến cửa hàng mình còn bớt nữa. Dạ. Dạ, rất tuyệt vời luôn. Ờ, cái bên chiếc AB màu xanh kế bên chị. À, AB màu xanh kế bên là AB2019 khóa bếp ga. Xe này thì hiện trạng máy móc cũng nguyên zin. Dạ. Đó. À, biển số của xe này là 69 Cà Mau. Dạ. Xe này thì em cũng bán cho cả nhà mình với cái giá là 25 triệu. 25 triệu nha chị nha. Miễn là Cà Mau ha. Máy móc cũng nguyên bản hết đúng không chị? Dạ đúng rồi. Rồi đây. Thì anh chị em ở xa thì chỉ cần đặt cọc cho em 1 triệu thôi là em xuất xe rồi. Em lướt qua sơ cái biển số cho bà con anh em mình theo dõi lại ha. Rồi mình ưng con nào có thể chụp màn hình lại để cho chị chủ tư vấn mình được rõ ràng hơn nha mọi người ha. Rồi giờ mình xuống bên dưới. Ở đây em thấy có một chiếc Future nè. Future đèn LED 2023. Dạ, rồi mình xuống dưới luôn nha. Đây thì em thấy là dàn áo của nó bột keo hả ta? Dạ. Bột keo nè, cả xe luôn. Xe này không khác gì xe thùng của cả nhà. Dạ. Xe thì mới đi có mấy ngàn thôi, xe 2023. Dạ. Biển số thì đẹp lắm. Lái Thiêu Thuận An Bình Dương. Xe này rút gốc sang tên hoặc ký ủy quyền bột đều được nha. Luôn. Đẹp cực kỳ luôn, không có chê được vào đâu nữa hết. Con này giờ mẹo nhỏ thôi, anh em mà thích chạy xe sang đúng không? Đúng cái màu sơn này hiện tại về mình chỉ cần gỡ chữ Future này ra bỏ với chữ quay 125 vô đây là y như một chiếc xe quay Thái vậy đó. Rõ ràng luôn, tại vì màu xanh này xuất phát y như là xe quay Thái luôn đó mọi người. Con này biển 61 ha. 61 Thuận An. Vậy chị đánh giá sao? Xe này em để cho quý anh chị em mình với cái giá là 26.500.000. Anh chị em ở xa tới em bớt cho mình 500.000 tiền xăng luôn. Dạ, có chống trộm hả? À có, xe này có được trang bị thêm cái chống trộm nữa. Này mà đi mua xe mới rồi gắn cái bộ này cũng đâu có rẻ nữa anh em. Mấy xe lòng xe mới mà mấy này lấy đâu có vừa. Im ru à. Chiếc xe mà chạy chỉ có 6.272 cây thì bà con mình biết rồi đó. Chị mới báo giá nó là bao nhiêu chứ ha? 26.500.000. Thì anh chị em mình ở xa tới em bớt 500.000 tiền xăng nữa. Dạ. Là còn 26 triệu đó anh. Rồi còn 26 nha anh chị ha. Dạ. Đẹp lắm, khỏi bàn. Chúc em quay lại biển số cho anh em coi. Còn giờ mình qua đây tới chiếc quay pha 110 nè. Con này lốc nhám, biển số đâu vậy chị? À, biển số 68 Kiên Giang. Kiên Giang. Cái này là hầu như là mình mua xe nào mình cũng được tặng nhớt hết đúng không? Dạ đúng rồi chứ anh. Không phải là con nào có mới được tặng đâu nha. Ngoài nhớt ra mình được tặng thêm bảo hiểm nè. Dạ. Áo mưa, nón bảo hiểm nữa nha. Dạ. Này để tượng trưng cho bà con thấy là cửa hàng có tặng thôi chứ mua là mình sẽ được tặng hết à? Dạ đúng rồi. Rồi ok. Này chị để giá bao nhiêu? Xe này em để cho cả nhà mình với giá 11.800.000. 11.8. Anh chị lưu ý nha, lốp nhám rồi nè. Lốp nhám mà đời cao phải từ 2019 đổ lên rồi. Con này là 2020 luôn. Đó. Này góp cũng không trả trước không anh chị? Dạ đúng rồi, xe này góp không cần trả trước, chỉ cần căn cước công dân là mình nhận xe thôi. Rồi. Và mình còn được một thêm cái lợi thế nên mình được giữ cả phạt gốc để chạy luôn đấy. Trả góp mà được giữ cả phạt gốc, lấy xe về không trả trước luôn. Giờ tính ra trả góp cũng có nhiều cái cũng ok quá nha. Dạ. Rồi còn đây chị con quay RS nè. Quay RS. Xe này thì hiện trạng máy móc cũng nguyên zin. Dạ. Máy móc chưa qua sửa chữa. Biển số 36. Xe này thì để cho cả nhà mình với giá 8.500.000. Dạ, giá là 8.500.000 nha. Bánh mâm thắng đĩa, máy là mình chưa bung chưa mở gì luôn. Chưa hả? Luôn. Như mấy con mà cao cấp phía ngoài nãy thì chị bảo hành 5, còn như chẳng hạn mấy dòng quay này mình hỗ trợ khách bảo hành bao lâu? À 6 tháng nha. 6 tháng dạ. Rồi ok nha. Mình qua con quay này, con quay này em thấy có phần dọn sơn 3D dàn áo nè. Dàn áo được sơn 3D đó anh em. Dạ. Xe 50. Xe 50 hả? Rồi vậy là xe 50 mà em tưởng là quay em thấy nó giống như là đâu 50. Xe 100 nhưng mà sơn 3D. Camera này sao cứ xúi dại anh hoài vậy? Xe 100 đàng hoàng mà, nhìn lốc Honda kìa. Nhưng mà có được dán tem thêm anh em nha, chứ không phải là sơn 3D. Dán tem thêm chứ không phải sơn 3D. Camera cứ nó nhỏ nhỏ lỗ tai mình là mình nhìn mình phân tâm hết rồi. Mà chất đẹp lắm nha anh em. Quay kỹ cái dàn chân nè, dàn chân đẹp lắm nè. Không có chê được chỗ nào á. Odo có 3.164 cây thì anh em biết rồi đó.
khỏi bàn. Nó quay cái đùm trước cho anh em coi là đá không? Sao che được? Này giờ mình để sao chị? Xe này em để cho quý anh chị em mình với cái giá 13.800.000. Dạ, yeah, 13.800.000. 13.8. Giờ đi mua xe mới thì cũng trên dưới 20 rồi, chưa ra tên. Cái này thì thấy đỡ nhiều lắm nha anh em. Mà dòng này thì nó bền khỏi bàn luôn. Biển thuận ngang. Mình qua đây đi chị, con này Wader SX. Xe này thì máy móc hiện trạng cũng nguyên zin. Dạ. Yeah. Chưa qua sửa chữa hay là sơn dặm gì cả. Này giờ mình để bao nhiêu? Xe này em để giá 14.500.000. 14.5. Con này chất xe đẹp nha anh em nha. Rồi em quay lướt qua cái biển số lại một cái nữa cho anh em coi nha. Nè mọi người coi lại nè. Đó. Coi anh chị có ưng được không? Ưng được cái mình chụp hình lại gửi về cho chị chủ, số em có để bên góc trái đó mọi người ha. Rồi chắc chờ chị em mình xuống con Future trắng nha. Qua đây Future màu trắng. Có màu trắng này đời nào vậy chị? 2022, yeah. Cuối 2022, đầu 2023 đấy ạ. Yeah. Màu trắng kết hợp vàng đồng, yên màu nâu. Trắng riêng nha anh em. Trắng là trắng riêng nha, tại nhiều nơi em thấy là cho dù xe cũ họ cũng hay sơn là màu trắng. Còn đây là xe trắng riêng đẹp luôn. Trắng riêng thì anh em biết rồi, khi mà mua xe mới thì giá nó sẽ nhỉnh hơn những màu khác. Yên là da nâu rất là đẹp luôn. Quyền này là đồ riêng hết luôn nè. Mình để bao nhiêu chị? Xe này em để cho cả nhà mình với giá 25.000.000. Dạ, 25.000.000. Góp cũng không trả trước được luôn đúng không? À, dạ đúng rồi, góp mình không cần trả trước. Còn nếu như anh chị hay là các bạn mình mà có xe mình cần trao đổi á, mình có nhận trao đổi không? À dạ, rồi xin chia sẻ với quý anh chị em cô bác mình luôn này, bên cửa hàng của em á, ngoài bán xe ra rồi thì em có nhận trao đổi tất cả những cái dòng xe thu cũ đổi mới. Yeah. Và giao lưu tất cả những cái dòng xe tại cửa hàng mình luôn nha. Dạ. Yeah. Nói chung là có trao đổi xe hết. Cho dù chẳng hạn như con này 25.000.000 là không trả trước, nhưng mà anh em có xe mình giá trị chẳng hạn như 10.000.000 đi, thì mình góp mình trả trước 10.000.000, mình vay lại 15.000.000 thì khỏe cho mình hơn anh chị ha. Mình lãi suất được nó cũng thấp hơn nữa. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Rồi 25.000.000 cho chiếc này, mang biển Đồng Nai 60H1. Tiếp theo mình qua tới chiếc Honda Vision biển 66B1580013. Vision màu đỏ đô. Dạ. Xe này 2019. 2019. Hiện trạng thì máy móc cũng nguyên zin, bảo hành máy cho quý anh chị em mình 1 năm sử dụng. Dạ. Xe này em để cho cả nhà mình với giá 19.000.000. 19.000.000. Rồi ok, Đồng Tháp 66 nha anh em ha. Còn cái bên là một chiếc Sirius này chị, có vô cặp phuộc ở phía sau với lại dàn ốc là có đi ốc kiểu nha anh em. Biển là Thủ Dầu Một Bình Dương luôn, 76173. Xe này hiện trạng máy móc cũng nguyên zin, chỉ như anh Ngô Nguyễn đã giới thiệu đó là chỉ do dàn ốc kiếng thôi. Còn yeah, máy móc nguyên zin. Xe này thì bảo hành máy cho quý anh chị em mình 6 tháng sử dụng. Xe này em để cho cả nhà mình với giá 10.800.000. 10.800.000 nha anh em ha. Đó là Sirius Sơn Cơ, bánh mâm thắng đĩa. Còn cái bên là có một cái chiếc Sirius FI, cũng có vào một cặp bánh mâm, biển số Thanh Hóa nè, 23113. Con này tình trạng máy mình có làm gì chưa chị? Chưa nha cả nhà. Xe yeah, này thì máy móc cũng nguyên zin. Tem thì màu sơn là sơn theo xe luôn, yeah, đỏ đen. Xe này em để cho cả nhà mình với giá 10.800.000. 10.800.000. Yeah. Rồi ok nha, 10.800.000. Cái dòng FI này là chạy nó cũng bốc lắm nha anh em ha, cũng như là rất là tiết kiệm xăng tại vì nó có phun xăng điện tử rồi. Qua cái bên là mẫu RC Sơn Cơ nè, biển thành phố 59Z2-18267. Xe này máy móc cũng nguyên zin luôn. Dạ. Yeah. Chưa qua giảm tuốt nhưng mà dàn áo thì có chảy xước theo năm tháng rồi, có lâm giấy xước lâm. Cái này thì cửa hàng có thể hỗ trợ mình sơn dặm lại được nha quý anh chị. Yeah. Cái vấn đề chảy xước thì xe cũ mình không thể tránh được. Cũng không cần, không đáng ngại lắm, chỉ quan tâm, điều quan tâm nhất là vấn đề về chất lượng, về máy móc thôi đúng không anh? Yeah. Ngô Nguyễn. Dạ. Yeah, đúng rồi. Yeah. Xe này em để cho cả nhà mình với cái giá là 17.500.000 nhé. 17.500.000 biển phố nha chị hen. 59. Xin lỗi cả nhà, 11.500.000. Em định nói em nghĩ sao 17.500 giá nó hơi cao quá ta. 11.500.000 là giá dạ. 11.500 thôi. Dạ. Bên đây con này biển 37 nè, 98841 nè. Con này cũng RC mâm đĩa luôn. Xe này cũng 11.500.000, máy dạ, móc nguyên zin. Ok chị, 11.500 luôn nha. Đó, cũng làm vòng qua biển số cho anh em coi lại, cũng như là mình tiện mình nhìn luôn những cái hướng sau của chiếc xe đó mọi người ha. Coi có ưng được con nào thì chụp màn hình gửi về cho chị chủ nha. Rồi, ở đây. Mình xuống đây, em thấy có một cái chiếc con này là mình AB Thái AB hay là AB Thái đúng AB Thái luôn hả dạ, chị? AB Thái. À đây nè, quay ở sau cho anh. Này mình rút hồ sơ luôn rồi. Dạ.
xe này thì em đã rút hồ sơ sẵn rồi. Dạ. Quý anh chị em mình về chỉ việc bấm biển ra tên thôi. Cái này là nhượng lại đam mê của ông xã đấy ạ. À, vậy là đam mê của ông chủ hả ông? Dạ. Giờ nhượng lại đam mê. Nhượng lại đam mê. Xe đẹp ghê anh em ơi. Cái này có FI luôn hả chị? À, FI luôn anh. Dạ. Thường ở bên Thái nó sẽ có đời xăng cơ và FI tương tự giống Việt Nam vậy đó. Nhưng mà con này là có FI luôn. Nói chung là đẹp nha. Xe đam mê ông chủ chắc là không có bèo. Xe này thì em để cho cả nhà mình với giá 37 triệu là đã bao gồm rút hồ sơ rồi. Dạ, 37 triệu bao hồ sơ cầm tay. Ok nha, anh chị nào mà thích cái mẫu này nhớ liên hệ riêng với chị để chị tư vấn chụp hình rõ hơn cho. Còn giờ mình qua tới bên đây ha, con này. Exciter 150 biển 94 Bạc Liêu 57687. Con này sao chị? Hiện trạng thì máy móc nguyên zin. Ốc tán đâu này. Ốc tán thì okay còn đang bảy màu đó. Gai thì còn nguyên dày kít đó, cả nhà thấy không ạ? Này chị lấy giá nhiêu nè? Xe này em để cho cả nhà mình với giá 24 triệu. 24 triệu, 11.000 cây thôi. Bản này cũng là thuộc cái phiên bản gọi là giới hạn, nên là anh em lúc trước mà đi mua xe mới á thì giá nó cũng nhỉnh hơn những cái màu thường. Này mình bảo hành cũng năm đúng không chị? Dạ đúng rồi, xe này em bảo hành cho quý anh chị mình 1 năm sử dụng. Ok, 1 năm. Còn nếu anh chị mà không thích cái màu giới hạn này thì qua đây xanh UV đặc trưng của Yamaha luôn. Này mình đợi máy đây. Đời 2019. Ừ, 2019. Cuối 19 2020 rồi ạ. Rồi đồ máy móc thì cũng nguyên zin. Ừ. Biển 78 anh em, 38306, chị để giá là bao nhiêu? 19 triệu 500. Dạ. 19 triệu 500 ngàn nha mọi người ha. 19 triệu 5. Rồi ok. Còn tiếp theo là một chiếc Winner X. Phiên bản này là có ABS. Dàn áo là có xử lý đẹp cho anh em nha. Biển 94B146903. Xe này hiện trạng máy móc cũng còn nguyên zin luôn. Dạ. Cuối 2020 đầu 2021 rồi. Dạ. Nên là em để cho cả nhà mình với cái giá 19 triệu 800. 19 triệu 8 thôi nè. Anh chị em chốt ở trên live chụp màn hình gửi lại qua cho em thì em để cho bớt cho anh chị em mình 800 ngàn luôn, còn 19 triệu tròn nha. Dạ. Rồi ok nha, 19 triệu mà ABS luôn. Được trải nghiệm với xe này thì phải nói thật sự anh chị là rất là tốt luôn. Tại vì trước đây là từng em đã từng sơ qua rồi, nói chung là chất lượng nó tuyệt vời, cũng như là dáng ngồi chạy đó anh em, đã lắm. Còn tiếp theo là Exciter 155. Con này chắc mình rút hồ sơ hả chị? Dạ đúng rồi. Cả một cửa hàng của em, anh Ngô Nguyễn thấy không? Từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một chiếc xe ẹt 155 thôi. Dạ. Đó, mà đã được rút hồ sơ sẵn rồi. Ừ, đúng rồi. Mình về chỉ việc bấm biển ra tên. Xe thì hiện trạng máy móc nguyên zin. Ừ. Order thì cực thấp hay còn gọi là xe lướt đấy. Dạ. Xe này thì em để cho cả nhà mình với cái giá là 285. Đã bao gồm rút hồ sơ. Dạ. 285 là bao cả hồ sơ luôn chị. Vậy tính ra Exciter 155 giờ chỉ còn có 25 triệu hơn à. Dạ. 25 26 triệu anh chị. Ad 155 mà bằng giá một future với bằng giá xe gây. Dạ. Đó, xe này còn thì có chống trộm nữa chứ. Dạ. Ngon nha, có chống trộm nữa. Rồi. Mình qua tới Exciter 135 này, coi đây biển Cà Mau 69C131014 này chị. Ad 135 màu trắng kết hợp với màu xanh. Dạ. Theo cà phẹt, sơn theo cà phẹt. Dạ. Xe này thì hiện trạng là có làm nồi rồi. Nhưng mà máy thì chưa trẻ. Dạ. Máy êm, mọi chức năng hoạt động bình thường. Ừ. Xe này em để cho cả nhà mình với cái giá 12 triệu. 12 triệu nha anh em ha. Biển là Cà Mau 69 nha. 12 triệu. Còn bên đó chị chiếc ẹt đó là ẹt kế bên là cũng là ẹt 135. Nhưng mà ẹt này riêng danh thôi. Hơi lạ đó. Không phải là của Yamaha đúng không? Dạ đúng rồi. Của Detect anh em. Dạ. Xe của liên danh, xe này thì em để cho cả nhà mình với cái giá 5 triệu. 5 triệu thôi. Chỉ 5 triệu thôi. Đó, anh em thấy là ha. 5 triệu đồng thôi là có Exciter này. Đó là liên danh nhưng chất máy của nó cũng không kém phần của Yamaha đúng không anh Ngũ Nguyễn? Đây em quay lại biển số cho anh em coi lại ha. Anh em muốn chất lượng thật sự thì cứ lựa chọn Yamaha thôi, còn ai mà muốn mẫu mã đúng ẹt, ok đẹp luôn thì lựa chọn bên kia, giá lại rẻ hơn nha mọi người ha. Còn đây là Exciter 155 nè anh em. Đó, cũng lướt qua biển số cho anh em mình coi lại hết ha. Rồi. Mà xuống đây có chiếc Click nè chị. Click. Xe thì máy móc nguyên zin này. Dạ. Xe này mọi chức năng hoạt động bình thường. Ừ. Đó, cốp này rộng, lợi thế cho những chị em phụ nữ này. Dạ. Mình bỏ đồ này, sinh viên đi học có thể bỏ đồ trong cốp rất là nhiều. Xe thì nhỏ nhẹ, của Honda 110 thôi, tiết kiệm xăng. Và giá cả giờ giá đầu tư để mình chạy nó cũng không có cao. Đúng rồi. Xe này giá chỉ bằng một cái xe Way S thôi. Bao nhiêu đây chị?
chỉ 8 triệu thôi. 8 triệu nha. Dạ. 8 triệu cho chiếc Clio nha, biển Đồng Nai nha bà con ha. 8160. Rồi. Còn mình qua chiếc Exter 150 này, biển 83 này. 150 đèn led. Dạ. Sơn nhám, màu kết hợp với tem vàng đồng. Dạ. Xe này thì cuối 2021 rồi, đầu 2022. Dạ. Máy hiện trạng thì máy nguyên zin. Đó. Xe này em để cho cả nhà mình với cái giá 20 triệu 500. Dạ, 20 triệu 500, 83V1 02142 đó mọi người. Con này là có lên cặp tay côn tay thắng, bao tay đầy đủ luôn này ha, với lại cái kính thôi. Còn đây là còn nguyên bản. Xe nhanh thì ở sau có được tích hợp lại cho anh em rồi đó. Rồi anh chị mà nếu mà trong quá trình quay mà chị em mình mà còn thiếu sót không kỹ cái chỗ nào á, mong các bạn cứ trực tiếp liên hệ với chị chủ ha. Có thể kết bạn qua Zalo rồi cái hai bên trao đổi nhau, hoặc nhờ chị quay phim hay chụp hình gửi qua Zalo. Dạ rồi. Em xin phép được đọc lại số điện thoại Zalo của cửa hàng em nha. 0963877145 hoặc là số 0977634978. Quý anh chị em mình có thể chụp hình kết bạn Zalo, gửi qua Zalo giúp em thì cửa hàng sẽ chụp hình quay video trực tiếp và chi tiết cụ thể cho quý anh chị em mình hơn để mình coi xe chi tiết hơn. Rồi, giờ chị em mình tiếp tục qua tới chiếc Exter bên đây. Con này là biển 29B167351 nha. Con này thì vỏ sau mới tinh luôn chị ơi. Con này giờ tình trạng máy móc là sao rồi chị? Xe thì máy móc nguyên zin phần lớn. Nói chung là tất cả những xe đang có mặt ở cửa hàng của em đây là máy móc đều nguyên zin hết, đều bảo hành máy cho quý anh chị em mình từ 6 tháng đến 1 năm sử dụng. Xe này thì em để cho cả nhà mình với cái giá 15 triệu 500 ngàn. 15 triệu 500. Ok nha, 15 triệu 5 nha anh em. Biển 29 Hà Nội ha. Giá tính là 150 giờ giá rẻ tốt quá trời, 15 ngàn. Giá xe lúc này thật sự là anh chị em mà mua xe ở cái thời điểm này là một cái lợi thế đúng không? Rồi mình qua bên đây luôn chị, 150 luôn nè. Con này thì có màu đồ chơi ha. Con này đầu tiên mọi người thấy rồi, dán tem Y15ZR, dán mã lai. Rồi vô cuộc bình dầu, đi trong bình dầu, có nút tăng chỉnh nè. Rồi bánh mâm này, bánh mâm 8 cây với dây dầu kiểu. Mà tình trạng máy là không biết có làm gì chưa ta. Máy nguyên zin luôn nha cả nhà. Máy móc nguyên zin. Mình chỉ chủ chỉ vô mâm kẽn thôi. Và một số đồ kẽn thôi, còn máy móc nguyên zin. Máy là đầu nồi chưa đớt hết đúng không chị? Dạ đúng rồi ạ. Đoạn máy như thế này chắc là cấu hình riêng anh em. Hiện tại là đang là cố bình riêng rồi. Xe này thì bảo hành máy cho cả nhà mình 6 tháng đến 1 năm sử dụng. Rồi. Biển số 18 là Nam Định. Nói chung là vấn đề biển số thì anh chị em cũng không cần lo lắng lắm. Bởi vì dù có ở đâu đi chăng nữa thì cửa hàng vẫn rút hồ sơ đổi biển cho quý anh chị mình được 63 tỉnh thành. Nên là vấn đề biển số nó cũng không còn là cái vấn đề lo ngại lắm đối với quý anh chị em mình đâu. Này chị để ra bao nhiêu? Em để cho cả nhà mình với giá 18 triệu 500. 18 triệu 500 nha anh em ha, 18 năm. Tiếp tục mình qua một con 150 luôn. Có dán tem Y15ZR, dán mã lai luôn chị. Vô cặp bánh mâm 5 cây ha. Lai cặp bô rồi. Dạ đúng rồi. Vô bánh mâm 5 cây nè. Rồi vô lon bô hấp leo, dán CBR đó nè. Biển là Thuận ngang luôn, 54340. Máy riêng luôn hả chị? Dạ máy riêng luôn anh. Bảo hành máy cho cả nhà mình 6 tháng đến 1 năm sử dụng. Mình để bao nhiêu đây? Xe này em để cho cả nhà 16 triệu 500. Dạ 16 triệu 500 nha. Rồi bên đây mình qua tới chiếc Quay ZX ha. Quay ZX. Đây xe này cũng là đam mê của ông xã đấy. Ông xã đứng tên luôn. Nên là cái xe này á, anh chị em mua thì cũng không còn ngại về cái vấn đề rút gốc sang tên, ký ủy quyền mua bán đều được. Xe này thì do là xe của ông xã đứng tên nên là mình bán cho quý anh chị em mình để lấy vui thôi. Không quan trọng vấn đề là ai đó. Cả nhà cũng thấy không? Giá em để trên xe là 21 triệu 500. Nhưng ngày hôm nay xuất hiện trên kênh của anh Ngô Nguyễn lần đầu tiên. Thì cửa hàng em sẽ tri ân và sẽ giảm mạnh cho cả nhà mình. Xe này còn 19 triệu thôi. 19 triệu thôi. 21 năm nha. Mà rõ còn 19 là vì xe của ông xã nên là mình bán không lợi nhuận luôn. Rồi 19 năm thôi ha. Rồi em lướt qua hàng biển số nữa nè, cho anh chị các bạn mình theo dõi là giúp em nha, coi được con nào nha mọi người. Sau đó mình xuống tới chiếc Future 1. Con này thì em thấy là xe đó thì hiện tại có một khách vừa đặt cọc rồi. Cọc rồi hả chị? Vậy mình cho qua ha. Mình tới chiếc Jupiter. Jupiter. Bánh mâm thắng đĩa luôn. Bánh mâm thắng đĩa. Xe này thì đời 2017. Máy móc thì nguyên zin, dàn áo liên lạc chưa bẻ vỡ. Có chảy thước theo năm tháng. Đó, màu nước sơn zin theo xe. Biển số 11.
Này 11 là của Cao Bằng. Cao Bằng. 11 dạ. Cao Bằng 11 U1 11888. Biển số chỉ có 1 và 8. Anh em nha. 11 U1 11888. Ok xe nha, biển số tính là biển số nhìn dễ thương ghê ta. Dễ thương mà dễ nhớ luôn đúng dạ, không? Dạ đúng rồi dạ. Chỉ 1 và 8. Mà lại là cái 8. Chữ U nữa. Dạ. Cái chữ U của nó mình nhìn y như là cái nét số 1 vậy, nhìn đã không? Dạ. Cái này mình để bao nhiêu đây? Xe này em để cho cả nhà mình với cái giá 11 triệu thôi. Dạ, 11 triệu. 2017 thôi. FI. Xe này thì bao tiết kiệm xăng bao khỏe luôn. Rồi, cái này chị để giá sao? Em để cho cả nhà mình với cái giá 11 triệu. Rồi, 11 máy zin luôn phải không? Máy nguyên zin, bảo hành máy cho cả nhà mình 1 năm sử dụng. Thường Jupiter thì máy nó đã lắm anh chị. Cái này là bình hơi yếu hay là xăng gì nè. Bình hơi yếu. Dạ. Hơi yếu rồi. Nhưng mà thường là Jupiter là khỏi bàn nha. Anh em mà cần cày bừa cứ lựa chọn mấy xe này, bà lắm. Đây. Bên này mới là sốc này cả nhà. Jupiter Thái, nhập Thái nguyên xe. Mặc dù là xe cũ nên nhập Thái nhưng mà nó có giống như kiểu là chung là cũng có xuống cấp xuống màu qua thời gian rồi chứ bây giờ mà xe đời thấp, nói chung này đời 2.0 rồi anh chị. Này dạ. Chắc 2.506 vậy hả chị? Dạ. Tầm đó không? Xe 2.06. 2.06 hơn. Nhưng mà máy móc còn nguyên zin. Dạ. Đầu nồi chưa rớt. Trời ơi. Vì giờ đầu nồi chưa rớt hả này? Này mình để giá nhiêu cho xin giá đi chứ xe này, này giờ anh chị cũng đừng quan tâm. Em để cho cả nhà mình với cái giá 6.300.000. 6.3 nha. Dạ. Rồi bánh căm thắng đĩa giá 6.3. Này biển Bình Dương ha. Rồi. Anh em mà đến thì mình vẫn có thể là lọc lá được đúng không chị? Dạ đúng rồi. À, dạ. Quý anh chị em cô bác mình mà ở xa tới á, hoặc là chốt trên line gửi qua Zalo thôi, em đều bớt tiền xăng, bớt lọc lá thêm cho anh em mình nha. Dạ. Dạ. Rồi, mình qua kế bên là chiếc quay xương cá quay biển 93 nè. 12229. Quay xương cá này là đời 2007, 2008 gì đó. Yeah. Máy móc thì cũng còn nguyên zin. Đầu nồi chưa rớt, dàn này thì bao tiết kiệm xăng cũng bao khỏe luôn. Xe này thì em để cho cả nhà mình với cái giá là 7.800.000. Dạ, 7.8 nha anh em ha. 7.800.000. Biển 93 Bình Phước. Rồi, bây giờ anh em nào mà cần mô tô ngầu các kiểu nè, nhưng mà giá lại rẻ rẻ là đây nè. Benelli 150 phân khối. Có sơn cái cặp bánh mâm với phục trước vàng đồng nhìn cũng cứng ngắc luôn. À, em làm xe cũng khá lâu rồi nhưng mà chưa bao giờ thấy mô tô mà nó lại rẻ và xuống giống như bây giờ. Yeah. Mô tô mà chỉ bằng giá một chiếc xe Sirius, một chiếc xe quay thôi là là thấy là rớt giá cỡ nào rồi đúng không cả nhà? Con này là biển Bình Phước luôn nha anh em ha. 27267. Xe này thì em đang cả nhà mình với cái giá 13 triệu thôi. Dạ. Anh chị em ở xa tới thì em có thể bớt tiền xăng cho mình nữa, chốt trên này em giảm luôn cho cả nhà mình 1 triệu luôn để còn giá 12 triệu thôi nha. Ok chị, 12 triệu thôi chị. Chỉ 12 triệu thôi. Trời ơi, mô tô mà có 12 triệu đồng, 150 phân khối luôn anh em thấy không? Đúng nghĩa là như chị chủ vừa nói nãy, em có nhớ là làm nghề xe mà chưa bao giờ gặp mô tô nào rẻ. Lần đầu tiên là thấy xe mô tô mà rẻ còn hơn cả xe Sirius và xe quay luôn đó cả nhà. Dạ. Rồi bây giờ là mô tô, nhưng mà đây là mô tô của Honda, mô tô hãng Honda nha. Và đây là nhập khẩu từ Thái Lan về luôn anh chị. CBR 150. CBR 83 sóc trăng. Xe này thì hiện trạng thì máy có làm rồi nhưng mà rất là êm, mọi chức năng hoạt động bình thường. Đó. À, xe này em để cho cả nhà mình với cái giá 19 triệu thôi. Rồi, 19 triệu đồng nha anh chị ha. 19. Giá này là mình còn thương lượng được không chị? À, có thể thương lượng bớt thêm cho cả nhà mình chút tiền xăng, chút lọc lá nữa nha. Ok chị. Rồi, để camera xuống quay qua giùm anh cái hàng biển số cái nha. Cho anh em mình theo dõi lại rồi sau đó chị em mình xuống bên dưới nha. Rồi, anh chị mà coi cần con nào thì cứ liên hệ cửa hàng cho màn hình anh em nha. Chắc là sau khi camera mình quay lại cái hàng biển số rồi mình sẽ tới cái chiếc quay 100. Con này màu trắng này chị. Đó, biển thế. 66. Cái xe này đến như anh Ngô Nguyễn là người thường xuyên tiếp xúc với xe, quay xe hàng ngày luôn. Nhưng mà vẫn còn đang chưa nhận dạng được là xe như thế nào. Cái này hả? Anh vừa nói quay 100 đúng không ạ? Cái này chắc là quay S mình ra 100 đúng không? Phải không? Đây em bật mí cho cả nhà cùng coi. Xe này là máy thì máy liên doanh. Máy liên doanh hả? Máy liên doanh nhưng mà đã được trang bị lên một dàn áo hãng Honda. Và cặp đĩa trước và đĩa sau. Đó. Mâm thì mâm của Suzuki. Yeah. Đó, máy liên doanh. Máy liên nhưng doanh. Mà trang bị một dàn của Honda rồi. Yeah.
chủ xe này cũng biết cách dọn lắm. Máy chị đúng là đúng nghĩa là còn máy lưu danh thiệt. Chưa có lên máy Honda anh em ơi. Nhưng mà có lên một cái lốc nha. Lên cái lốc Honda để cho nhìn giống thật sự xe Honda, nhưng máy vẫn là còn máy lưu danh thôi. Đó. Rồi đĩa thì lên bánh mâm Rider, nhìn cũng cứng khừ anh em ha. Mâm Rider rồi heo dầu thì chơi heo dầu lớn giống như của thắt anh em. Heo dầu này giống như của thắt vậy đó. Giờ con này chị để ra giá sao? Xe này em để cho cả nhà mình với cái giá là 5,5 triệu nha. 5,5 triệu. Dạ, 5,5 triệu. Biển là 66B1-88854 anh em nha. Rồi. Giờ mình qua tới con này cũng là con Jupiter nè, Jupiter V. Biển 61FH3324 nè anh chị. Jupiter 50 phân khối. Ủa? Xe này dành cho những em học sinh này hoặc là những ai mà chưa có biển chưa có bằng lái này. Đó, mình chạy thoải mái ngoài đường không lo về vấn đề bằng lái này. Jupiter 50. Jupiter 50. Xe này để cho cả nhà mình với cái giá 3 triệu 8 thôi. 3 triệu 8 nha chị ha. 3 triệu 8 thôi. Dạ, Jupiter 3 triệu 8 đó là 50 xe liên danh nha. Còn đây mới là Jupiter hãng nè của Yamaha nè. Đúng rồi. Bên đây thì mình để sau đây biển 51 nè chị. 51 xe này em để cho cả nhà mình với cái giá 5 triệu 7. Dạ, 5 triệu 7 anh em nha. 5 triệu 7. Đã đời không? Đó, xe của Yamaha đàng hoàng nha, 51i6 2079 ha, 5,7 triệu. Yamaha 110 luôn đó anh. Dạ đúng rồi chị, thì đúng hãng chính hãng luôn. Còn qua đây mình sẽ có một cái chiếc rim ly phân hả chị? Dạ rim ly phân. Xe này thì biển 79 ha, 5853. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Dạ. Đó, máy thì cũng cực kỳ êm. Xe này em để cho cả nhà mình với cái giá 3 triệu rưỡi thôi. Dạ, 3 triệu rưỡi anh em. 3,5 triệu. Rồi, ok nha, 3,5 triệu. Mình qua đây có một cái chiếc quay này cũng là quay Trung Quốc luôn nè, nhưng mà chắc là được chủ trước là mấy bạn là dọn cũng đẹp lắm, nhìn xe đã lắm anh em. Chủ nguyên ơi, cái dàn áo sơn xanh ngọc đẹp ghê. Chú tâm huyết, chú dọn tâm huyết đấy. Dạ. Đã không? Nguyên cái dàn áo xanh ngọc rồi mâm bánh cái niền á, đi liền nhôm. Cam là cam mạ rôm anh em, nhưng mà xài lâu ngày là có xuống màu, có sét cam sơ rồi. Nhưng mà chất xe nhìn đẹp lắm. Này giờ thay cái lốc Honda nữa tuyệt vời. Xe đẹp như thế này mà chỉ bán với cái giá 4 triệu rưỡi thì mọi người có tin nổi không ạ? Dạ, 4 triệu rưỡi. Biển 61C173341 nha anh em ha, 4 triệu rưỡi. Còn bên đây chiếc rim gì đây chị? Sim này là của Liên Doanh. Dạ. Đó, mọi chức năng thì cũng hoạt động bình thường, máy móc thì cũng êm. Cái liền của nó là do là sơn á, sơn màu lâu đó. Yeah. Nên là nhờ camera quay lại gần giúp em. Nhiều khi mình quay xa thì khách hàng cứ tưởng là bị sét. Không, cái đó. Này không phải sét anh em ơi. Nó sơn nước sơn á. Nó là nước sơn. Rồi. Xe này thì cũng để cho cả nhà mình với cái giá 3 triệu rưỡi luôn. 3 triệu rưỡi luôn. Yeah. Hỗ trợ quý anh chị em cô bác mình mùa này trong cái lúc mà kinh tế khó khăn á. Yeah. Nên là mình bán để hỗ trợ, nói chung là khách hàng và cửa hàng hỗ trợ qua lại thôi. Cùng điểm nhau là để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. À, chiếc quay 5 triệu rưỡi đúng không chị? Dạ đúng rồi ạ. Quay 5 triệu rưỡi ha, Jupiter 50 thì 3 triệu rưỡi. Rim thì cũng chỉ từ có 3 triệu rưỡi thôi anh em nha. Rồi camera lướt qua lại hết nguyên tổng thể cửa hàng. À, mình hết rồi ha, xe điện mình dạ, có không? Dạ, xe này thì của em bé, xe của nhà đang đi học ạ. Rồi, đây chị em mình sẽ giờ lên bên trên để nhờ chị chủ nhắc lại cái địa chỉ cũng như là chia sẻ các cách thức bán hàng tại bên cửa hàng cho anh em mình nắm rõ lại nha. Rồi chị nhắc lại em về địa chỉ mình đi ha. Dạ, em xin được nhắc lại cái địa chỉ của cửa hàng cho quý anh chị em cô bác mình cùng cảm nhận biết ạ. Dạ. Cửa hàng em là Cầm Đồ Phú Phong 6, địa chỉ 61A Nguyễn Văn Tiết, khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dạ. Nằm trên đường Nguyễn Văn Tiết là cách ngay cái xăng số 4 cũ, cách quốc lộ 13 chừng khoảng 550m thôi. Dạ. Nằm bên tay trái hướng đi ra chợ Lái Thiêu, gần công an thành phố Thuận An, gần siêu thị Eon Bình Dương, gần cầu Ông Bố. Anh chị em ở xa thì có thể inbox qua Zalo chụp hình, rồi nếu mà đồng ý thì đặt cọc cho em chừng 1 đến 2 triệu thôi, em ship xe về 63 tỉnh thành cho quý anh chị em mình. Và anh chị em mình có quyền được kiểm tra xe này rồi trước khi thanh toán. Và ngoài ra thì bên cửa hàng còn có hỗ trợ trả góp cho quý anh chị em mình nữa. Trả góp thì cũng có thể góp online được luôn nhé. Góp online luôn, mình chỉ cần căn cước công dân đủ 20 tuổi đến dưới 60 tuổi, không trả trễ, không lỡ xấu. Là mình có thể nhận xe trong vòng 15 phút. Và đối với những cái xe mà dưới 30 triệu á, thì mình không cần trả trước, vẫn được giữ cả phần gốc luôn. Và trên 30 triệu thì quý anh chị em
vui lòng thanh toán trước em chừng 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu tùy theo xe. Và ngoài ra thì cửa hàng cũng có ưu đãi là đối với tất cả những dòng xe bên cửa hàng em, xe nào cũng giấy tờ đầy đủ. Mặt pháp lý thì quý anh chị em mình yên tâm trong quá trình mua bán hoặc là trao đổi tại cửa hàng, hoặc là đang sử dụng xe cửa hàng mà ngoài bên cửa hàng sẽ viết giấy mua bán cho mình này, hoặc là hỗ trợ rút ra gốc sang tên này. Trong quá trình lưu thông mà có vấn đề gì tranh chấp giữa chủ xe với cái xe mình đang sở hữu ấy, thì quý anh chị em mình cứ mang xe lại cửa hàng sẽ thanh toán gửi lại toàn bộ số tiền mà quý anh chị em mình đã mua xe tại cửa hàng. Rồi, đó là những cái thông tin tại bên cửa hàng Phú Phong 6 anh chị nha. Còn anh chị nào mà trong quá trình quay chị em mình còn thiếu sót thì mong các bạn anh chị thông cảm nha. Và nhớ liên hệ với chị chủ để được tư vấn rõ ràng hơn. Video đó là chắc là chị em mình xin phép là tạm dừng chị ha. Rồi, xin chào mọi người và cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh của anh Ngô Nguyễn cũng như cửa hàng cầm đồ Phú Phong 6 nha. Chúc cả nhà một cuối tuần vui vẻ và an yên. Chúc cả nhà bữa trưa vui vẻ bên gia đình. Rồi, cảm ơn anh Ngô Nguyễn, cảm ơn cả nhà. Chào cả nhà.